bây giờ sẽ hay khui từng cái cho các bạn nha. Cái này thì là và bên Mior đã tặng cho Harry. Harry nhận được ba cuốn sổ, nó rất là dễ thương. Và bản thân Harry là một người rất là mê thích cái gì nó viết viết á, cho nên Harry có cái ba cuốn này Harry cảm thấy nó rất là thích thú nha cả nhà. Đây, còn cái này là cái gì đây? Thì Harry sẽ khui qua. Đây là gì nhỉ? Ủa? Cái này là cái gì thế nhỉ? Bật hông. Cái này là chắc chắn. Cái Pemino, cái này là một cái chiếc nhẫn. Harry thấy nó rất là đẹp. Nó biết chữ là quý. Cái này là 30 triệu 700 ngàn nha mọi người. Harry sẽ khui hoàn cái gì mà nó nhỏ trước nha mọi người. Đây. Nó như thế này chắc. Anh sẽ mở nha. Thật ra Harry rất là thích món này nha mọi người. Để các bạn nhìn nha. Nó sẽ là như vậy. Đây, nó là đeo như vậy đó mọi người. Bây giờ Harry sẽ đeo thử cho các bạn một bên biết nha. Okay. Các bạn thấy không? Nó kiểu như là hả, nó tầm an vậy đó, nó rất là dễ thương. Ngày mai Harry sẽ đi quay trình phim, cho nên Harry sẽ cầm cái này đi luôn nha mọi người. Cái này giá cả là như thế nào đây? Hay là 19 triệu 500 nghìn. Harry bạn nó của hết ta. Hello. Con mèo nó hơi phá. Giai sẽ mở tiếp. Từ sao? Đây là cái gì đây? Đây là... Thật ra thì cái này không phải là đồ của Harry. Cái này là đồ của người còn lại. Nó rất là đẹp nha mọi người. Siêu đẹp. Nếu mà cái này mà nó nhỏ hơn một chút xíu nữa thì Harry có thể xài cái được, mà nó rất là ổn nha. Đây. Kiểu gì đó. Đó, nó rất là đẹp luôn. Thôi cũng là nó bự quá, Harry không có xài được với trơn buồn, dễ sợ luôn. Cái này là giá cả nhiêu đây? Đây là 11 triệu. Đây là cái gì đây? Harry đã nhắc tới cái này là cái gì rồi đó. Đây là... Đây là đồ trang sức nha. Nó rất là dễ thương cả nhà ơi. Nó rất là đơn giản, nhưng mà đơn giản lại không phải quá đơn giản như coi thường, mà là nó rất là đơn giản mà đẹp đó. Nó tức là đẹp tự nhiên đó mọi người. Đó, nó là gì? Các bạn thấy kinh không? Rất là kinh nhắc. Cái này giá là nó như nào ta? Để Harry kiểm tra giá lại nè. 12 triệu 500 ngàn nhá. Rồi, tiếp tục. Đây là mình sẽ mở cái này trước nha. Đây là Harry là mọi người nhìn cái này là mọi người sẽ đoán được là cái này là cái gì rồi. Đấy. Đây là beautiful girl. Xinh trai. Black. It's black. It's black. Black luôn luôn xinh trai. Và thật ra thì nó rất là sao ta. Harry nghĩ là cái này là mình khi mà mình không có make up á, xong rồi thì mình nó che được hết cái nguyên cái mặt, cho nên mình cảm thấy nó rất là thích. Không make up xong rồi mình mang cái này xong rồi đi ra ngoài đường, hoặc là những cái ánh sáng mà nó vô ai chơi mất quá, đeo cái này luôn là nó có chơi luôn, nó rất là hay ho. Và cái này là bao nhiêu tiền đây? Sunglass bao nhiêu đây? Sunglass 5 đồng. Nó là của ai? Đây là gói là gì nhỉ? Của đấy chứ. Sunglass. Ê anh xỉ đâu, mình không có thi sunglass thì mười mấy á. Mười mấy đúng không? Vấn đề là anh thấy mười mấy đúng không? Không khó khăn. Anh xăm đi. Bye, tiếp tục.
đây là yes, cũng là nó, nhưng mà Harry thích cái màu trắng thì sao nào mọi người. Nè, màu trắng thì nó rất là có gì đó sang trọng, mà sang trọng của cái trẻ trung hả? Không phải, đây là sang trọng của nghệ sĩ. Ai cảm thấy là nó có cái máu nghệ sĩ thì mình sẽ dùng cái này. Ghê chưa? Cái bài hát của tiếng Hàn Quốc đó, we are this baby, we are, we are, we are this baby, we are, we are, we are this baby. Yes, I am sing. Rồi, các bạn thấy không? Thấy không? Xìu. Em cũng bắt khổ nên. Rất. Bây giờ thì sẽ khui cái này nha. Rồi. Đây. Và đây sẽ là gì đây? Anh sẽ mở từ từ. Wow. Ta-da. Đây là cái belt nha mọi người. Đó. Lần này Harry đã sắm được belt. Harry nghĩ là cái này á, thì xài cái đồ mà kiểu như là dạng kiểu như là sporty thì nó sẽ ok. Ví dụ như đang ăn no quá, Harry không có làm cài nó ấy được. Khi mà Harry cảm thấy là để giữa cũng đẹp nha, nhưng mà cái này Harry là để nghiêng qua một bên nó sẽ ok hơn. Bên kia thử nha, để bên kia đây, nó rất là chất nha mọi người. Kiểu như là cố tình như vậy á, Harry cảm thấy nó rất là thích về cái món quà này. Thì cái này là bao nhiêu tiền đây? Một cái là 21 triệu. Calfskin, cái này có phải là calfskin không? Không biết. Nó đó. Nó không? Ừ. Em cũng nghĩ là nó. Andy Samsa Old Doctor Puff. Mọi người ơi, Harry nhiều quá. Đây, Harry cứ nhìn phía trước xong rồi thì những cái sai thì nó không có cái gì hết á. Harry cảm thấy, ủa sao mình nó không có hiện lên. Giờ mới pi. Sao cũng có. Thật là nó sao. Trời ơi, cuối cùng giờ mới biết được cái giá. Tưởng là cái này chưa thanh toán. Mình hồi nay mình review mà mình hết rồi. Mình tưởng là nó chết rồi. Ngày nay mình phải ra ngoài đâu. Mình hỏi nhân viên là cái này có viết ấy không. Ai về mình sót đó mọi người. Ôi trời ơi, đây. Mỗi thứ 14 triệu. Chắc là cái này là cái belt còn lại quá. Đấy. Anh sẽ mở cho cái vàng. Ồ, không phải belt. Belt là belt. Không phải nha. Cái này thì thật ra thì các bạn biết không, trước giờ Harry không có một cái dây chuyền nào mà nó là thiệt á. Dây chuyền mà dạng kiểu như là steel bình thường thì có, nhưng mà dạng kiểu như là vàng hay là bạc hay đó thì Harry không có. Thì lần này là có chính là dạ, lần đầu tiên Harry có đây. Chà chà, là xinh nhất mọi người. Dạ, nó cực kỳ xinh. Và người ta nói là cái này là kim cương và đây là cái ngôi sao. Và bây giờ anh sẽ thử nha. Nó là ồ, nó có. Đây các bạn thấy không? Để nó có cái bàn nó phải 1, 2, 3. Thì tùy theo các bạn muốn gắn ngôi sao thì các bạn có thể làm được vậy. Nó rất là dễ thương. Và hãy sẽ gắn nhẹ. Và đây là vàng trắng mọi người ơi. Vàng trắng. Và đây, chân chân, nó rất là dễ thương. Siêu dễ thương nha mọi người. Đây, đó. Đây là, Harry nghĩ là cái này là tái trẻ. Có nghĩa là nó sẽ là cái đứa di chuyển thích nhất của Harry One. Nói chung là nó cũng không phù lắm mọi người. Harry nghĩ là cái này các bạn phải thấy nè. Đây, đó các bạn thấy cái này từ cái khóa. Cái chỗ khóa nó cũng rất là dễ thương, nó rất là tinh tế này nọ. Harry cảm thấy nó rất là thích thú. Ôi, ê, ủa, mình vừa hỏi tiếp nha. Ê, anh muốn làm dùng được hai mặt đó mọi người. Cái này dùng được hai mặt nha. Mặt này cũng dùng được nè. Sau đó thì mình sẽ mặt khác đây nè. Ồ, mà mình không biết. Trời ơi, dễ thương dở. Hay quá ta. Mình sẽ khui lại biết. Báo giá sao mày? Đúng rồi, báo giá nha mọi người. Thế này là mặt hàng này nha mọi người. Đây là 60 triệu. 60 triệu 500 ngàn. Chà, tiếp tục là cái này. Mình sẽ mở cho các bạn. Đây, tiếp tục. Đây là cái gì đây?
Chắc là xe này là cái belt còn lái không ta? Yes, nó là belt còn lái nha mọi người. Đúng rồi, cái này là cái loại mắc hơn nha mọi người. Harry lấy đi nè. Đây, các bạn ơi, có thể là cái này là mang được như vậy cũng được và mang được phía trước như vậy cũng được. Họ các bạn có thể là mang được. Làm lại nha. Đấy, nó là kéo. Mình sáng rửa đi trước đã, xong rồi thở. Mang được như vậy cũng được. Và một cách khác là cái này mang được vậy là phía sau nó sẽ như vậy nha mọi người. Đấy, và có thể là các bạn mang ngược lại như vậy. Đấy, như vậy cũng được luôn. Và phía sau sẽ là như vậy. À, thì có nhiều cách. Thì lúc đó thì mấy bạn seller có nói là cái này thì thật ra dụng á, mình tưởng là khó mà không khó tí nào luôn. Và nó mang thì nó vừa là cảm thấy là trẻ trung cũng có nè, và làm cho nó sang như cũng có. Nói chung là nó có nhiều cái hay, cảm thấy nó rất là thích thú. Với lại cái này thì giá thì nó như này. Yeah, for belt này 23.500.000. Chán quá trời chán luôn mọi người. Chán thiệt luôn mọi người. Vui chưa? Vui dữ chưa? Brandy nghĩ là chắc vui vào đây trước đi nào. Chà chà. Này nó thích đi đây. Chà chà. Các bạn ơi, nó siêu cưng rồi đúng không? Các bạn ơi, Harry cảm thấy khi mà nhận quà này Harry cảm thấy rất là thích thú. Đây là như này. Đây là các bạn ơi, khi mà mình đến cái gì á. Đó, mình để cái ghế ở đây vậy nè. Đó, cái này gọi tiếng Việt là cái gì vậy? Cục vàng giấy. Cục vàng giấy nha mọi người. Nói chung là cái này á, là khi mà các bạn để cái giữ cái giấy này á, nó rất là dễ thương. Nó rất là classic mà nó rất là dễ thương. Và Harry nghĩ là cái đồ này có thể là Harry sẽ xài nhiều. Và khi mà mình giống như là không ưa ai đó đó, thì mình cầm cái này mình có thể xài được thêm nữa. Anh nói vậy thôi, còn mọi người suy nghĩ cái gì thì mọi người tôi suy nghĩ nha. Nhớ vậy thôi nha. Đây là quà gì đây? Siêu dễ thương các bạn. Nó rất là dễ thương. Trời ơi, nó siêu dễ thương luôn ấy. Đây, các bạn thấy không? Ở đây một lớp nè. Và ở ngoài thêm có một lớp nữa. Đó. Cha cha. Cho nên các bạn có thể để cái gì đó tiền hay gì đó thì để ở đây. Còn ở đây thì nó để cái gì mà những thứ mà nó dày dày là các bạn có thể để ở đây nữa. Dạ. Thực ra thì cái này không phải là đồ của Harry, đồ của người còn lại. Nhưng mà Harry thích thì Harry vẫn sẽ xài được thôi đúng không? Cha cha. Rất là dễ thương lắm. Quá trời dễ thương Harry. Là nếu mà Harry đeo, Harry sẽ đeo nó ngắn hơn một chút xíu, nó sẽ hợp. Đấy. Anh đẹp thì giá nhiều. Thật ra lúc đọc Harry đến cái này, Harry nghĩ là giá chắc khoảng chừng 60 triệu chẳng hạn. Nhưng mà Harry hỏi giá thì lúc đó người ta báo giá này là 42 triệu. Thì Harry cảm thấy cũng rất là dễ thương. Xin chào bạn. Thật ra cái này không phải là Harry mở, mà là người khác phải mở. Cho nên thôi, Harry sẽ nhờ cho người mở luôn đi. Mở luôn không? Mở giùm đi. Mở luôn không? Dạ. Kiếm thứ cái gì? Đây là cái món quà Harry tặng cho người còn lại. Tại vì bạn đó tới sinh nhật rồi, mà Harry không có mua quà gì được. Tại vì bạn đó không có cái gì thiếu. Thì Harry phải suy nghĩ kỹ là Harry thì tính Harry là mua cái gì là phải xài cho đáng. Thì Harry cảm thấy là phần này Harry thấy được thấy. Cái này phải mua cho người đó. Harry mua. Đây là cái món quà sinh nhật của người ấy. Đây. Nó làm như thế nào vậy nhỉ? Phát. Đó là cái gì đây? Món quà sinh nhật của bạn đó là cái gì đây nè? Mọi người ơi, đây quả. Trời ơi,
ơi, nó siêu 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 dễ thương. Harry nhìn cái này xong rồi Harry cảm thấy là ê chàng, mình phải mua cái này cho người đó mới được. Các bạn nhìn kìa, cái ship nó tròn. Tại vì người kia đó toàn là những cái mà xuyên qua tới đều quá. Ôi đến cái kia, tất cả cũng như là vuông vuông. Trước đó là cái người đó toàn là mang cái túi mà vuông vuông như vậy. Và nó chỉ là nó khác cái thương hiệu là nó chủ yếu. Cho nên Harry muốn cái gì đó nó phải đặc biệt một chút xíu, mà người đó nhìn cái đó là trông nó phải nhớ tới mình. Đó là cái món quà này nha mọi người. Đây, khi mà mở các bạn, khi mà mở nha, các bạn sẽ bấm cái này. Rất là dễ thương. À đây, đó. Mình sẽ các bạn có thể lấy lên. Và mình sẽ xài thôi. Thật ra thì ở trong đây nó không có một cái túi gì riêng nha. Rồi thì ta chỉ phong một cái duy nhất như vậy thôi. Nhưng mà Harry cảm thấy nó cũng khá là rộng. Đấy, Harry thích cái tiếng này lắm. Thì nha, Harry rất mê cái tiếng này. Trời ơi. Đấy. Và cái món quà này nha, bà là nó thì trồn. Ôi sao mà dễ thương dữ vậy mà. Nó xinh dễ thương quá. Harry cảm thấy nó thích thú với cái này. Cái này trời ơi, nó rất là dễ thương. Trời ơi, nó rất là duyên dép, dễ sợ. Đây, Harry mong là bạn thích. Mà bạn có thích không? Dạ, quá, tôi cũng dám nói không thích nè. Đây, cái món quà này thì Harry mua cho bạn kia. Cái này là lúc đó Harry mua không nhầm là hình như là 78 triệu. Đúng rồi đó, hình như là 78 triệu đấy. Đó, rất là xuất sắc, Harry rất là thích cái món quà này. Đấy.